Michael Ballack có một sự nghiệp lẫy lừng bởi vì anh là thủ lĩnh, là linh hồn của đội tuyển Đức, của Leverkusen, của Bayern Munich và là người nâng tầm hàng tiền vệ Chelsea để cạnh tranh với Manchester United trong giai đoạn cuối thập niên 2000. Đó đều là những gã khổng lồ của bóng đá thế giới. Nếu kể ra thì chắc mãi cũng không thể hết được sự xuất chúng của Ballack. Nhưng cái đáng thay, vận mệnh của anh vẫn luôn được người ta nhớ đến với bốn chữ ông vua về nhì, hay mỹ miều hơn thì là hoàng đế không ngai. Được khai quật dưới thời huấn luyện viên quái kiệt Otto Rehhagel, Ballack nhanh chóng trở thành một ngôi sao có hàng số má tại nền bóng đá Đức. Dù không thể giúp cho Kaiserslautern có được một danh hiệu lớn, thì tài năng và trình độ của Ballack cũng đủ để những Leverkusen hay Bayern Munich bằng mọi giá đều muốn có tên anh trong đội hình chính. Không chỉ là một trong những tiền vệ toàn diện nhất của bóng đá thế giới những năm 2000, Ballack còn thể hiện được tầm ảnh hưởng to lớn của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm mà bóng đá Đức thiếu hụt nhân tài, Michael Ballack một mình gồng gánh cỗ xe tăng trong giai đoạn 2002 đến 2008, từ Á quân World Cup 2002, hạng 3 World Cup 2006 và Á quân Euro 2008. Không giải đấu nào mà đội tuyển Đức không sống bằng hơi thở của huyền thoại mang số áo 13. Frank Beckenbauer từng nói rằng Michael Ballack là nhà lãnh đạo, đội trưởng thực thụ, người đàn ông đáng tin cậy và luôn biết cách để giải quyết mọi tình huống. Ballack tuy không phải là cầu thủ thành công nhất, nhưng đối với người Đức, anh là người giỏi nhất trong một thời đại và là người cuối cùng của thời đại đó. Từng được xứng tên với danh hiệu là tiền vệ hay nhất châu Âu, cầu thủ hay nhất nước Đức và nằm trong đội hình hay nhất của FIFA, sở hữu tổng cộng 12 chiếc cúp ở cả Đức và Anh Quốc. Nhưng Ballack vẫn bị xem như là một ông vua về nhì. Chắc là không mấy ai có thể san bằng được kỷ lục 11 lần Á quân mà Ballack đang sở hữu, trong đó có 2 lần ở Champions League, 1 lần World Cup và 1 lần ở Euro. Đáng nói nhất là trong mùa bóng 2001-2002, Michael Ballack có hẳn một cúp poker về nhì. Trong một lần phát biểu với truyền thông, Ballack chia sẻ sai lầm đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của anh, đó chính là đã không ở lại Chelsea cho đến khi giã từ sự nghiệp. Năm 2010, Carlo Ancelotti đã muốn tôi ở lại nhưng quyết định của câu lạc bộ là chỉ gia hạn 1 năm với những cầu thủ đã lớn tuổi. Tôi muốn ít nhất là một bản hợp đồng 2 năm. Bây giờ tôi có thể nói rằng đó là một sai lầm lớn. Tôi có lẽ nên ở lại với Chelsea, cho dù chỉ là 1 năm đi nữa. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ trở lại Bayer Leverkusen cho đến ngày cuối cùng. Tôi vẫn day dứt rằng lẽ ra chúng tôi nên tìm ra một giải pháp để ở lại Chelsea vào lúc đó. Tôi đã muốn ở lại The Blue đến cuối sự nghiệp. Không lâu sau khi Ballack rời Chelsea, The Blue lại có được chiếc cúp tài vòi danh giá. Có lẽ định mệnh đã an bài với anh rằng sự nghiệp vĩ đại của anh sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn. Nhưng chính điều đó là thứ khiến cho Ballack trở nên khác biệt, một ông vua không ngai của bóng đá thế giới. Michael Ballack là một trong những CM vô cùng uy tín và đa năng ở trong FIFA 24, có một bộ chỉ số đồng đều ở nhiều khía cạnh. Và nhìn chung thì những mùa giải của Michael Ballack đều có được cái phôi rất ngon. Giá trị sử dụng của Ballack luôn là rất cao, bề cầu thủ rộng rãi để anh em hoàn toàn thoải mái có thể lựa chọn. Thời điểm hiện tại thì tất cả các mùa từ MC đổ lên đều có thể dùng tốt. Thậm chí thì anh em vẫn có thể tin tưởng Michael Ballack ở mùa LH mức thẻ ít nhất là cộng 6 nếu như tay to. Ở video lần này thì mình trải nghiệm chủ yếu là mùa Icon và mùa LN. Nexon đã giảm bớt thể hình của Michael Ballack ở mùa giải Icon so với một số mùa giải khác. Vì vậy mùa thẻ Icon có cảm giác xoay sở tốt hơn và animation cũng đỡ thô cứng hơn. Đồng thời đây là mùa có tỷ lệ ZD ăn bàn khá cao mặc dù tỷ suất cũng không được xoáy cho lắm. Với công năng đá ở tuyến giữa thì Icon hay LN cũng 1-9-1-10, đều khỏe và trâu, lên công về thủ rất tốt và sút xa thì là bố của cháy rồi. Nếu phải tìm ra một sự so sánh thì nó sẽ nằm ở cầu kiến thiết. Đối với những anh em không muốn mua CM mà muốn dồn lương và ngân sách cho một vị trí CM đa năng có thể kiến tạo tốt thì Icon là một sự lựa chọn không tồi với chỉ số thánh truyền bóng. Còn đối với những ai ưa thích lối chơi phản công với những đường truyền dài từ nhà đến trường thì Ballack LN cũng sẽ là một phương án rẻ hơn so với mùa Icon. Tuy nhiên, cho dù là Icon hay là LN thì sự khác biệt giữa hai mùa này cũng không quá xa nhau. Có chăng là khi lên tới các trận đấu rank ở top server thì những tay to có thể cho chúng ta thấy được những điểm khác biệt giữa hai con hàng này mà thôi. Ballack luôn luôn là một mẫu tiền vệ bốc to bốc mạnh mẽ, thể lực dồi dào, khả năng bao sân tốt, thậm chí hoàn toàn có thể xâm nhập vòng cấm để bất thình lình nhận những quả tạt và như từ dưới đất chui lên, anh ta hoàn toàn có thể đánh đầu ghi bàn. Bạn không cần phải căn chỉnh hay kéo thả nhiều và lắp Ballack vào team như thế nào, bởi vì anh ta là một CDM mặc định và bạn sẽ thấy khả năng làm chủ tuyến giữa của anh ta bá đạo đến mức nào. Tất cả các sơ đồ có CM Ballack đều vừa khít không có vấn đề gì. Còn nếu như các bạn chơi một sơ đồ không có CM thì hoàn toàn cũng có thể đưa Ballack xuống CDM hoặc đẩy cao lên CM nếu cần. Và thực tế thì ở máy chủ Việt Nam, đa phần những người chơi đều dùng Ballack ở vị trí CDM. Chính vì vậy những mùa giải rẻ như là mùa CFA hay là FA cũng hoàn toàn có thể đảm bảo tốt khâu này.
Còn nếu bạn muốn tươi mới hơn một chút, đẩy Ballack lên đá cao hơn ở vị trí CM thì hãy nên tin dùng những mùa thẻ có chỉ số ẩn thánh truyền bóng. Bạn cũng có thể chỉnh chiến thuật đơn cho Ballack đá dâng cao thường xuyên để hỗ trợ tấn công cũng như là pressing tuyến đầu. Mình biết vẫn sẽ có nhiều anh em đang băn khoăn việc dùng Ballack mùa nào cho vị trí nào. Mình đã có một chút gợi ý ở trên, nhưng để mà nói thì những mùa giải của Ballack được xem như chuyên thủ như là CFA, FA nếu có vác lên CM hoặc thậm chí là ST thì đá vẫn tốt. Còn những mùa được xem là thiên về tấn công hơn như là EBS thì mang xuống CDM đá vẫn ngon, cũng chẳng có vấn đề gì cả và sự khác biệt là rất nhỏ. Lý do thì như mình đã nói rằng Ballack có một bộ phôi vốn đã quá ngon rồi, chính vì vậy mà có thêm thắt một số chỉ số thành phần hay là một hai chỉ số ẩn thì cũng không tạo ra một sự khác biệt quá lớn. Bạn không cần phải quá lăn tăn mùa nào cho đau đầu đâu nhé, chỉ là bạn có bao nhiêu tiền và bộ khung đội hình còn dư bao nhiêu lương để sử dụng với Ballack mà thôi. Vào thời điểm hiện tại thì Ballack Icon vẫn sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Tuy vậy giá của Icon thì đang khá cao và lời khuyên của mình là nếu như dùng CDM hãy dùng FA, còn CM thì dùng back to back. Khá giả một chút thì mua hàng hàng Icon nhé. Bởi vì nếu như các bạn đang sử dụng mùa LN và mùa BET ở World Cup thì hai mùa này vốn cũng rất xịn, nhưng khi mà bạn dùng hai mùa thẻ này thì bạn sẽ luôn luôn có cảm giác lăn tăn và so sánh với mùa thẻ Icon đấy. Sau khi xem xong video, hãy truy cập wescan.vn/bingbe trả lời bộ câu hỏi vui vẻ của mình và nhận về vô số những phần quà anh em nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.